Xin chào các bạn nha. Hiện nay tôi đang ở khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh đấy, tức là Trạng Quỳnh đấy. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn là khu di tích danh nhân văn hóa Trạng Quỳnh, một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử văn hóa Việt Nam đấy các bạn nhé. À, đây các bạn nha, đây là phía cổng, trước cổng của nhà của Trạng Quỳnh xưa kia đây các bạn nhé. Đây, xưa kia Trạng Quỳnh ở đây thì, nhưng mà ngày nay thì sau này thì các thế hệ sau của Trạng Quỳnh thì đã đầu tư để xây dựng cái nhà ở của Trạng Quỳnh thành cái nhà thờ Trạng Quỳnh ở xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày xưa cái xã này nó là làng Bột Thượng của huyện Hoàng Hóa ngày xưa các bạn. À, đấy. Thế thì cái nhân vật bằng nhân vật Trạng Quỳnh thì thầy biết rồi. Ông là người ở làng Bột Thượng này thì ông sinh ra vào cái thời kỳ đấy là thời kỳ vua Lê Chúa Trị, thời vua Lê Trung Hưng đấy. Từ nhỏ ở đất Thanh Hóa thì Trạng Quỳnh thì đã nổi tiếng là một người rất là hiếu học, mà học rất giỏi, học giỏi và biết rất nhiều thứ, đấy, làm rất nhiều việc. Vậy cho nên là năm 14 tuổi thì ông đã thi đỗ tất cả những cái khoa thi ở cấp huyện. Đến năm 18 tuổi thì ông theo cha ở Quốc Tử Giám, tức là cha ông lúc đấy làm đốc học của Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám thì được ví như là cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam đấy các bạn. Và thế thì 18 tuổi thì ông theo cha đấy và tiếp tục học tập rèn luyện. Đấy. Thì vì là nổi danh với người học giỏi mà lại tính tình vui vẻ mà lại thông minh, ứng đối nhanh, cho nên là đi đến đâu thì Trạng Quỳnh cũng nổi tiếng. Thật ra là Nguyễn Quỳnh, sau này người ta có vẻ gọi là Trạng Quỳnh. Thì Nguyễn Quỳnh rất nổi tiếng khi từ nhỏ, cho nên là bằng cái thành tích học tập xuất sắc thì năm 20 tuổi Trạng Quỳnh đã thi đỗ Hương Cống. Thì sau ngày người ta mới gọi là Cống Quỳnh. Và đây là cái bằng di tích của do Bộ Văn hóa cấp năm 1990, thì được Bộ Văn hóa cấp bằng cái khu di tích của nhà thờ của Trạng Quỳnh đấy bạn. Là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đấy. Và văn hóa quốc gia đấy các bạn nha, đấy cái nhà thờ. Và cái hình ảnh mà chúng ta đang xem đây đó là chính là nơi ở, nhà ở của Nguyễn Quỳnh, Trạng Quỳnh khi mà là còn nhỏ. Đây là sơ đồ các cái thế thứ của họ Nguyễn, dòng tộc họ Nguyễn, Nguyễn Quỳnh đấy. Đấy thì có họ của cụ Nguyễn Quỳnh ở làng Bột Thượng này thì là một cái họ lớn và có rất nhiều người học giỏi, thi đỗ đạt rất là cao. Đấy, thì Trạng Quỳnh là một trong những nhân nhân vật nổi danh không chỉ ở trong họ mà còn ở cả nước thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Thế thì lại nói tiếp về về Nguyễn Quỳnh. Thế thì sau khi thi đỗ Hương Cống thì cái sự nghiệp mà đây 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 là cái bài văn mà các con cháu trong họ viết về Trạng Quỳnh này. Trạng Quỳnh phóng bút rồng bay kinh sứ Bắc, hạ hèo mèo chạy lẫm vua Nam, vay tiền cửa thánh thương bà Liễu, mở ống phòng thi giỡn mặt quan, tên tuổi đâu cần bia đá tạc, bảng vàng chẳng đợi sắc vua ban. Giá như ông sống thời nay nhỉ, khối chuyện đem ra để luận bàn. Người viết là Hậu Duệ thứ 13, Chi Ba, Nguyễn Thanh Xuyết,
Kính Bút đấy, tức là Hậu Duệ đời thứ ba viết về về Nguyễn Quỳnh đấy, và Thanh Xuyết đấy, Thanh Xuyết. Và đấy thì đây thì đây là cái bảng ghi những cái người con ở trong họ của Nguyễn Quỳnh. Đấy, đây cụ Nguyễn Quỳnh này là đứng thứ ba đây, Nguyễn Đăng Thịnh, Nguyễn Đăng Bổng, Nguyễn Quỳnh. Đây là theo thứ thứ tự là đời đấy. Và đây là rất nhiều người bây giờ con cháu toàn là cử nhân với thạc sĩ rất nhiều. Đấy, tức là đều con cháu họ Nguyễn ở làng Bột Thượng. À, mà cái làng này làng làng Hoàng Lộc đấy các bạn. Là một trong cái làng gọi là làng tiến sĩ của Thanh Hóa đấy. Cái làng này thì hầu như nhà nào cũng có con học đại học. Và người ta nói là cái sự học ở làng Bột Thượng này ở Hoàng Lộc đây thì nó trở thành một cái nghề rồi, gọi là nghề học, nghề học. Bởi vì thật ra là không quan trọng là là nhiều người có tư chất cho nên là họ học rất tốt và học thành một nghề để mà phát triển sinh sôi, để phải kiếm sống, để mà đóng góp xây dựng quê hương đất nước, để làm giàu cho đất nước. Đấy là cái đây đây có một cái ba chữ này thì không biết là cái chữ gì, cái này là phải có người chuyên môn mới dịch được. Thật ra là các chữ Hán Nôm này là bây giờ ít người biết, khó có thể dịch được. Thôi thì mình biết đến đâu thì mình xem đấy. Hai bên các câu đối này cũng là gỗ nhưng mà cũng là chữ như chữ Hán Nôm cả. Đấy, đây đây chính là cái nếp nhà cũ của Nguyễn Quỳnh đấy, của Trạng Quỳnh mà sống từ nhỏ đấy. Đấy. Cụ Quỳnh là sống từ nhỏ đây, đây trong cái căn nhà này các bạn nhé. Đấy, thì sau này thì con cháu đời sau thì mới tôn tạo xây dựng thành cái nhà thờ của Nguyễn Quỳnh hiện nay. Và hiện nay thì cái nhà thờ này thì cũng được giao cho các thế hệ cháu con cháu để mà trông coi. Hiện nay là có một bác là con dâu đời thứ 9 của cụ Nguyễn Quỳnh. Tức là cháu dâu đời thứ 9 của cụ Nguyễn Quỳnh là đang trông nom để chăm sóc hương khói cho cái nhà thờ của cụ Nguyễn Quỳnh này. Đấy. Thế thì lại nói tới tiếp là Nguyễn Quỳnh, bởi vì là học rất giỏi, kiến thức thì rất tốt, mà tư cách đạo đức cũng rất là tốt, được nhiều người yêu mến. Nhưng mà thật ra là con đường sự nghiệp quan lộ của Nguyễn Quỳnh thì rất là bấp bênh, rất là trắc trở, bởi vì là cái tính ông là khẳng khái mà và là hay châm chọc. À, nhất là châm chọc các chúa nhà các chúa Trịnh đấy, cho nên là bị chúa Trịnh ghét. Mà thật ra là chính chúa Trịnh là người đã hạ bậc lương giáng chức của cụ Nguyễn Quỳnh, cho nên Đây là chính là cụ Nguyễn bàn Quỳnh thờ lại của càng thêm Nguyễn Quỳnh đây bác là nhỉ. tiêu cực và thấy không phục ở cái chế độ phong kiến lúc đấy là thời Lê Trung Hưng đấy, vua Lê Chúa Trịnh. Thì thật ra là lúc đấy thời đấy là cuối mùa rồi nên là cái chế độ phong kiến nó cũng mục nát rồi. Chế độ phong kiến mục nát, nhà Lê thì bị Chúa Trịnh là tiếm hết quyền này. Cho nên là Chúa Trịnh lộng hành, vơ vét của cải của nhân dân, rồi ngay cả những cái chỗ mà quốc tử giám, nơi mà cha ông làm đốc học đó, thì cũng là cũng không còn được như xưa nữa. Ngay cái việc thi cử thi tiến sĩ thì nó cũng giống như bây giờ ta hay nói là nó phải có chạy chọt thì có thể đỗ được. Thế thì Nguyễn Quỳnh học rất giỏi nhưng mà không có cách nào để mà thi đỗ tiến sĩ được. À, bởi vì không chạy chọt, không có tiền. À, bởi vì ông làm cái chức rất là nhỏ thôi. Thế mà lại phải nuôi mẹ với nuôi em nữa. Cho nên là rất là nghèo, không có tiền để mà chạy chọt. Đây. Sau này người ta cũng xây dựng cái nhà thờ nhà lưu niệm Nguyễn Quỳnh. Cái này là do con cháu trong họ và nhà nước thì cũng hội mặt trận một phần. Đấy trong đây lưu trữ rất nhiều cái tranh ảnh giai thoại về các cái câu chuyện của Nguyễn Quỳnh. Đây là cái câu chuyện là
Đấy là mèo, con mèo của chúa đấy. Đây là chọi trâu. Đấy, chọi trâu. Tức là trâu to chọi với nghé. Đấy, rồi như rất nhiều cái câu chuyện rất là hay. Đấy. Thế thì các cái giai thoại của Nguyễn Kình thì điển hình là cái chuyện chẳng hạn như là vay tiền của bà chúa này. Rồi chuyện ăn mầm đá, đó, ăn mầm đá, tức là cho chúa đói, rồi sau bắt đầu cho ăn cơm trắng với lại tương, nhưng mà là thấy chúa thấy ngon quá, đấy. Món này là món đại phong là gió to, rồi gió to thì đổ chùa đấy, đây đại khái thế, sau đây là tượng lo đổ chùa, tượng lo thì lọ tương, đó, kiểu này, cái câu để mà đem ra để mà lỡ mặt của chúa Trịnh đấy. Đấy nên là chúa Trịnh rất ghét, Nguyễn Quỳnh lắm, nhưng mà cũng không làm gì được, có mỗi cái chiếc là hạ mức lương với hạ cấp thôi. Đấy. Thế thì còn đây là các cái tranh ảnh nhà lưu niệm của con cháu của nhà thờ họ Nguyễn này, Nguyễn Quỳnh này. Đấy, ở đây có cả đây cố thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm này, gửi dòng họ Nguyễn Quỳnh ở Soạn Lộc này, tổng bí thư Lê Khả Phiêu này, đấy, có thăm thì có những thư những ghi chép đấy. Đây là được gia đình ông mà ông cố đó, tức là đời ông cố của bố tổng tôi đó, tức là được đến đây là người ta đưa đến đây đi ở ở để trông coi nhà thờ. Cái này đây là con cháu của cụ mà, chứ ở đây không phải là đơn giản mà đến đây được đâu, tức là dòng họ đây ăn theo từng lớp lớp kia, là từng thứ tự một, tức là ngôi cú là anh là con trưởng, thì anh cứ rứa là cháu đích tôn, là đến cái dần dần đến đến đời ba tôi là đời 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 thứ chín, đời chín đây là tôi là con dâu mà tôi được về đây thôi. Tôi về đây giữa thì là coi như là từ ngày ở cho đến giờ tôi về đây làm dâu được năm 1979 79 cho đến nay. Thưa các bạn, thì cái nhân vật Trạng Quỳnh ấy, thì với những cái giai và những cái giai thoại của ông thì sống mãi với thời gian, nó truyền lại mãi cho cái muôn đời con sau cháu sau này. Thì người dân Việt Nam thì ai cũng hầu như ai cũng biết đến những cái giai thoại, không ít thì nhiều cái giai thoại, những câu chuyện của Trạng Quỳnh, nó vừa châm biếm vừa hài hước, vừa trào phúng, nó rất là vui, có rất nhiều câu chuyện. Nhưng mà trong đấy phải điển hình là cái câu chuyện mà chúa Trịnh vì là quá là căm ghét Trạng Quỳnh rồi, cho nên là đã có lập mẹo để giết Trạng Quỳnh đấy. Thế cho nên là một hôm mới mời Trạng Quỳnh đến ăn yến tiệc ở trong nhà chúa Trịnh nhé. Thế là chúa cho sai người là bỏ thuốc độc vào, thì Trạng Quỳnh trước khi đi thì biết rồi khả năng là chúa lần này là giết rồi, cho nên dặn vợ con là khi nào mà chúa về, Trạng Quỳnh về mà mệt mỏi ấy, mà nằm ấy thì mà chết ấy, thì cứ mời người hát đi, hát đàn hát sáo nhị cho vui vào để đánh lừa chúa Trịnh. Thế thì chúa Trịnh thì thấy đúng là Quỳnh ăn thuốc độc về nhưng mà không thấy chết gì cả, mà nhà lại hát vui vẻ bình thường, thì nó về với thử cái đồ ăn xem thế nào, thế để ăn vào thì chúa ăn xong rồi liền lăn ra chết luôn. Thì sau này dân gian mới có cái câu chuyện là Trạng chết thì có cái giai thoại về cái câu truyền miệng vẫn cứ nói đấy là Trạng chết thì chúa cũng băng hà, mà dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn. Đấy, đấy là một trong những câu chuyện giai thoại về Nguyễn Quỳnh, và sau đấy thì có rất nhiều giai thoại hay, chẳng hạn như là con mèo của chúa này, rồi là thi chọi trâu này, rồi đối đáp sứ tàu này, rồi là rất nhiều cái giai thoại về Nguyễn Quỳnh, về những câu chuyện của Nguyễn Quỳnh, chủ yếu là để làm châm biếm phê phán cái chế độ phong kiến thối nát lúc bấy giờ, để hy vọng một cái xã hội tốt đẹp hơn. Đấy. Thế thì có lẽ các bạn thì hôm nay thì tôi cùng các bạn đến thăm nhà thờ Nguyễn Quỳnh, thì mong là các bạn sẽ quan tâm đăng ký kênh để tôi có thêm động lực làm tiếp bạn nhé.